Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Hôm nay Dương Minh Hồng Tu có địa chỉ là 712 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội vừa về một chiếc Toyota Fortuner xe phiên bản 2.4 máy dầu số tự động một cầu ấy chị nhá. Chiếc xe này thì sản xuất năm 2022, đăng ký 2022, mang tên tư nhân một chủ từ đầu ấy chị. Chiếc xe này thì cực kỳ là mới. Chiếc xe thì được mang ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da chị nhá. Ở trên những chiếc xe 21, 22 này thì chúng ta được trang bị form mới cực kỳ là đẹp đấy chị ạ. Để cải tiến rất nhiều. Đó, xe có trang bị cảm biến trước sau ấy nhé. Đèn full LED. Đó. Chiếc xe này thì là một dàn lốp zin theo xe, sơ cua chưa hại nhé. Và rất là mới. Một chiếc xe cực kỳ bền, lành, tiết kiệm. Đó. Đây ạ. Đây là cụm đèn pha của xe anh chị nhé. Đó, xe được trang bị đèn full LED. Ở dưới là đèn gầm đó, cùng với cả cảm biến trước nữa anh chị ạ. Chiếc xe này đây, tất cả dàn lốp zin theo xe hết, la răng thì cực đẹp, gần như là không có vết xước nào cả đó. Mặt ca lăng trước thì nhìn rất là hầm hố nhỉ. Đây em sẽ quay tổng thể của chiếc xe cho anh chị cùng xem. Tất cả lốp lát đều cực kỳ đẹp. Đây, xe thì có trang bị bệ bước rồi đó. Đây đó, màu trắng cực kỳ đẹp anh chị nhá. Đó đây ạ. Tất cả phần hông xe đây, đèn hậu đây, chủ xe đã lắp tất cả những cái nẹp ốp viền đấy chị nhá. Đó đây, xe có trang bị cảm biến sau nữa. Ngoài ra chiếc xe này thì là lốp sơ cua chưa hạ anh chị nhá. Đây ạ, lốp sơ cua còn nguyên chưa hạ. Tầm mẹ thì sáng choang, mới tinh anh chị nhé, chiếc xe 2022. Đó. Tiến lên phần cốp xe. Đây, đây chính là khoang cốp của chiếc Tuner chị nhé. Đó. Đây là hàng ghế thứ ba của chiếc xe anh chị. Đây. Ghế thứ ba thì vô cùng mới rồi. Nó rất ít khi ngồi anh chị nhé. Đây, những bên thành nhựa này. Đây, chân lì của xe này. Sạch sẽ như mới luôn chị nhé. Các cửa gió điều hòa trên trần này, các núm chỉnh đó, đèn này nhá, cốp đây nhé, keo chỉ cốp thì nguyên zin chị nhé. Đó là phần đuôi xe anh chị này. Đó, nhìn từ phía sau thì rất là đẹp chị. Một chiếc xe thực dụng đến từ nhà Toyota, thiên hướng bền lành, tiết kiệm, bền bỉ anh chị. Đó. Đây. Lốp lát này. Tiến đến phần nội thất. Đây là tắp đi cánh cửa anh chị. Đó. Keo chỉ cánh cửa này. Đây. Nguyên bản 100% luôn. Và đây là ghế da ghế thứ hai chị ạ. Đó, em cho anh kỹ mọi người xem đây, rất là đẹp luôn, vô cùng là mới. Đó, đây ạ, các cửa gió điều hòa này, mặt lưng ghế này. Ngoài ra chiếc xe này còn trang bị ở cổng sạc 220V đấy chị ạ, 220V nữa. Đó, rất tiện lợi. Tiến đến phần ghế lái. Đây, đây chính là tắp đi ghế lái chị. Đó, xe có trang bị gương kính chỉnh điện chị. Gập gương điện. Keo chỉ cánh cửa này. Đó, đây nha. Nguyên bản hết. Ngoài ra trên chiếc xe này thì chúng ta có trang bị hai ghế điện đấy chị, hai ghế điện. Ghế bên lái và ghế bên phụ đấy chị. Đây là ghế da bên lái này chị này. Đó, càng đét luôn. Nhìn ra bên phụ này, đây là phần cần số của xe. Ngoài ra chủ xe cũng rất là cẩn thận, đã dán tất cả chống xước lên cái mặt cần số này chị. Đó, tất cả các chế độ lái này, cảm biến này, đó, cân bằng điện tử này, táp lô của xe đây. Đó, xe trang bị điều hòa auto. Đây, cần số của xe đây chị. Đây là phần vô lăng.
Đây là vô lăng cái xe nhé, vô lăng bọc da, xe có trang bị ga tự động cruise control cũng như là đèn nổ start stop. Đây các khóa vô lăng này, các núm điều khiển đây, rất là mới luôn. Đó, tiến đến phần động cơ thì đây chính là động cơ 2.4 máy dầu của chiếc Fortuner chị nhé. Động cơ vô cùng bền lành. Đây em quay một xem tất cả động cơ nguyên bản hết anh chị nhé, nó nguyên zin từ nắp thần có luôn. Đây keo chỉ cabo đây, đó nguyên cả chị nhé. Đó và sau đây em xin được tóm tắt lại chiếc xe này, chiếc xe Toyota Fortuner, xe là phiên bản 2.4 máy dầu tự động một cầu. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2022, mang tên tư nhân một chủ từ đầu và đang được Dương Minh Auto chào bán mức giá chỉ loanh quanh 1 tỷ đồng thôi. Anh chị nào chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ theo số điện thoại ở trên màn hình. Ngoài ra có thể dùng số điện thoại đó để các bạn Zalo để bên em có thể gửi phụ này cũng như là giải đáp mọi thắc mắc của anh chị về chiếc xe này. Em cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo của Dương Minh Auto.